Dành thời gian đến đây, tối hôm nay cũng có nhiều sự kiện trong nghề, thì cũng có tôi mới tìm một anh nhà báo đi về, thì anh cũng có việc để anh đi, thì anh cũng đã xem trọn bộ phim và có những nhà sản xuất ở trong đây. Tôi hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều ủng hộ những người trẻ, thì trong đó có tôi. Thì vì đầu tiên hết thì Bảo gọi điện mời tôi thì tôi nhận lời ngay, vì tôi đầu tiên đó là tôi biết kịch bản này, tôi biết chuyện ngắn chuyển thể này, cho nên là tôi vai nào cũng được. Tôi nói với Bảo là tôi vai nào cũng được, thì Bảo nói là mời cô vào vai gì mến, thì tôi cũng rất là lo là phải sợ mình không có đủ thời gian. Nhưng mà khi Bảo nói kế hoạch thì tôi đã dành hết thời gian cho Bảo, nhưng mà cái bộ phim này lên phim nhìn lung linh vậy chứ quý vị không có biết đâu, nó dàn trung với cô cháu cả đoạn phim, nó chiếm đi thời gian rất là nhiều và nó cũng bị lận đận bởi vì do thời tiết và do một số lý do bất cập khác. Nhưng mà cả đoàn chúng tôi là toàn những người trẻ, chắc có lẽ có mình tôi là già nhất. Sau đó mới gặp anh Tâm. Tôi là những ngày đầu quay tôi trước thì tôi thấy các bạn trẻ ai cũng năng nổ, từ tổ quay đến tất cả các tổ ai cũng năng động năng nổ hết. Thì khi mà đã chạm đến đi đến đoạn phim rồi thì tôi mới thấy được rằng cái tâm huyết của các bạn rất là hết mình hết mẩy với cái tác phẩm này. Có những bạn làm không có tiền luôn, cho nên là các bạn cũng đóng góp công sức, thời gian, quỹ thời gian cho Bảo. Cho nên là tôi nghĩ không mất gì mà thời gian nào mà tôi không bỏ ra, tôi có thể đi show khác tôi kiếm tiền, nhưng tôi có thể ở đây để tôi nhận lời làm tham gia này chỉ đơn giản là vì tôi quý những bạn trẻ thôi. Vâng ạ, xin được thay mặt cho bộ phim gửi lời cảm ơn cho chị Nguyên Yên rất là nhiều đã đồng hành cùng với đạo diễn Huỳnh Bảo và ekip đã tạo ra một cái hình ảnh mới trong chính sự nghiệp của mình, và bên cạnh đó đã